Cái lũ chống cộng hiện tại, bọn chúng luôn luôn soi mói và khoét sâu vào những cái sự việc nhỏ lẻ của chúng ta để cho rằng đó là bản chất của xã hội chúng ta, để cho rằng đó là cái bản chất của cái chế độ này. Đã nhiều lần tôi khẳng định rằng những kẻ chống cộng, những kẻ ba que ba sọc ngụy quyền ấy, chưa thằng nào đứng được đến đít của những người Việt cộng. Cho nên là bọn chúng luôn luôn ganh ghét, luôn luôn muốn cào bằng, luôn luôn muốn có một cái gì đó để bọn chúng bơ bíu vào. Thậm chí còn những cái luận điểm mơ hồ rằng khi công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ dễ dàng cho việc đòi lại quần đảo Hoàng Sa. Tôi cho rằng đó là rất là mơ hồ. Đó là lời nói của cái ông tiến sĩ Nguyễn Nhã với lại cái tay Trần Đức Cường. Và tôi rất mong những kẻ như Nguyên Ngọc sưng sưng bịa đặt rằng bà Võ Thị Sáu bị mắc bệnh tâm thần khi ném lựu đạn vào quân Pháp, và tên Phan Huy Lê khi nói rằng hình ảnh của Lê Văn Tám cần phải được sửa đổi lại, nói như là như thế. Tôi rất mong có một buổi hội luận giữa quần chúng nhân dân và các cơ quan chức năng, buộc những kẻ như tên Nguyên Ngọc, như tên Phan Huy Lê phải ra giải trình căn cứ vào đâu mà chúng nói như vậy, có bằng chứng hay là có cái gì để nói rằng bà Võ Thị Sáu cũng như ông Lê Văn Tám là thực sự là như lời chúng nói hay không. Bởi chúng học cao hiểu rộng, chúng luôn luôn ngoạn mồm rằng chúng ta phải thượng tôn pháp luật, thì chúng phải có đủ bằng chứng để nói rằng những lời nói của bọn chúng là đúng. Đã đến lúc chúng ta không thể thờ ơ được với những luận điệu xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch, khi chúng luôn tìm cách bôi nhọ và hạ bệ những nhân vật anh hùng của chúng ta. Tin rằng chúng càng nói thì càng lộ rõ ra cái bản chất điêu ngoa của bọn chúng thôi. Nhưng Trần Ngơ cho rằng nguy hiểm nhất đó là chúng muốn xuyên tạc lịch sử. Khi chúng cố tình bôi nhọ những cái hình ảnh đẹp của đất nước chúng ta, ngay cả những cái sự việc nhỏ như là đội tuyển U23 quốc gia, nó chỉ là một trong những vô vàn những cái trong cuộc sống hàng ngày trên đất nước được trên đất nước này. Sự kỳ vọng của chúng ta đã rất nhiều năm thì nó phải được bộc phát một cách như vậy. Nhưng mà bọn chúng vẫn cứ vin vào đó là những cái thế nọ thế kia, hoặc là hắn chỉ nhìn vào một số những cái người đi bán vé số, hoặc là nhìn vào những cái người đi ra nước ngoài làm ăn để kiếm tiền về, có tăng thu nhập để xây dựng cuộc sống gia đình cho nó nhanh và ổn định hơn, thì chúng cho rằng đó là một cái xã hội sắp suy tàn. Thậm chí còn tới mức độ mà bọn chúng còn nhẫn tâm tới mức độ vận động những người kiều bào đừng gửi tiền về nữa. Đó, thời gian gần đây thì Trần Ngơ thấy thằng Benny Trương là nó đang hô hào đồng bào ở bên nước ngoài đừng có gửi tiền về cho Cộng sản nữa, và chúng còn quả quyết rằng nếu không có những cái đồng tiền đó thì Cộng sản sẽ bị tan rã, đất nước sẽ nghèo khổ và chết đói. Là người Việt Nam hay người Trung Quốc thì có một cái câu nói tôi cho rằng rất hay, không biết là xuất xứ từ đâu nhưng mà tôi cho rất là hay, đó là phàm những người ta phải gọi là thi ân bất cần báo, nghĩa là người làm ơn thì người ta không cần báo đền, hoặc là người ta không cần phải là lưu loa này khác. Nhưng mà không hiểu cái bọn này, cái bọn thằng Ben đi Trương, cái thằng Tân Thái, cái con Sophia Ngọc Nguyễn, không biết chúng có gửi tiền về cho người thân của chúng được bao nhiêu, mà chúng nói nghe rất là
thế là vĩ đại nào là phải dắt bóp rồi về nuôi những người con người cháu trong nước rồi thế nọ thế kia. Tôi cam đoan rằng nếu người thân của mấy cái tên đó mà nghe tiếng thì họ cũng rất là đau lòng, và chắc họ cũng chẳng muốn nhận cái đồng tiền bố thí. Một cái sự sẻ chia thực sự nó sẽ có vô cùng ý nghĩa bằng những cái của mà gọi là bố thí hay là ban phát. Hỡi những Benny Trương, những Sophia Ngọc Nguyễn, nếu chúng mày tài giỏi á, mày cứ vận động bà con đừng gửi tiền về. Nhưng thực tế thì chứng minh rằng cái tiền kiều hối năm nay lại nhiều hơn năm ngoái. Là do đâu? Là do những kiều bào của chúng ta ở nước ngoài vẫn nặng lòng với người thân của họ ở trong nước. Một giọt máu nào hơn ao nước lã, nó là cái bản sắc, là bản chất của người Việt. Nhưng mà cái lũ này Trần Ngư đã nói rồi, nhất rất nhiều lần, bọn chúng đã bị biến đổi gen rồi. Bọn chúng là lũ người Việt biến đổi gen, cho nên chúng dùng đủ mọi cách, dù là tàn bạo, dù là đủ mọi bất chấp để mà phải nhận của đất nước chúng ta. Và cái lượng kiều hối ngày một nhiều như thế cũng phản ánh đó, mà điều rằng những người dân ở nước ngoài họ không hề nghe tin tưởng hoặc nghe theo những cái lời vận động cũng như là xúi bẩy của những tên giống cộng này. Rất nhiều sự việc bọn chúng chỉ nhìn qua cái lăng kính thù hận, cái lăng kính ganh ghét. Và khi những sự việc được nhìn qua cái con mắt như vậy, qua con mắt thù hận, qua con mắt ganh ghét đố kỵ, thì nó luôn bị méo mó. Xin mời đồng chí Xuân Trần lên trên này nói chuyện. Cái Xuân Trần ơi, phải hết sức bình tĩnh cũng như tỉnh táo để nhìn rõ được cái bộ mặt giả ngân, giả nhân, giả nghĩa của cái lũ chống cộng cực đoan này. Bọn chúng nói rất là hào hùng, nó rất là suôn sẻ, là kêu gào bà con phải làm chủ lên, mình phải đứng lên lật đổ chế độ cộng sản để thay đổi cuộc sống. Nhưng mà bài học trên thế giới này đã chứng minh cho người dân Việt Nam biết rằng chỉ có những người cộng sản mới là những người chân chính, mới là những người trước sau như một. Bao nhiêu cuộc cách mạng cam, cách mạng xanh, cách mạng vàng, ở gần thì ở bên Thái Lan, xa thì ở bên Ukraine, rồi Libya, Liban, rồi Trung Đông, đã cho người dân biết rằng nếu không có một đảng phái chân chính, nếu không có những người thật tâm với đất nước, với nhân dân, thì có một năm 10 cuộc cách mạng thì chỉ gây thêm sự bất ổn, gây ra sự đau khổ cho nhân dân. Mà người dân, tôi tin là người dân Việt Nam đã quá thấu hiểu về chiến tranh, cho nên họ không dễ dàng nghe theo những lời tuyên truyền bậy bạ cũng như là xuyên tạc của cái bọn chống cộng. Ngơ cũng chỉ muốn, nhắc nhở những cái tên chống cộng cực đoan rằng hãy là người chân thật trước đã, hãy là con người chân chính cái đã. Hãy nhìn sự việc ở đất nước Việt Nam này bằng nhiều hướng, chứ đừng nhìn qua cái con mắt hận thù, đừng nhìn qua sự việc còn con qua con mắt đố kỵ ganh ghét. Mọi cái sẽ trở thành méo mó, và chính những cái nhìn như thế sẽ biến chúng mày thành con súc vật.